Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thôn Vệ Tinh Không, một con quái thú đã tấn công vào thành phố Giang Nam, mặc kệ lời khuyên ngăn của Giang giáo quan vì thực lực của La Phong bây giờ còn quá yếu. Vậy nhưng, tình hình trước mắt đã quá nguy cấp rồi. Con rồng chín đầu kia sắp thoát khỏi lớp băng, chỉ cần nó còn ở trong thành phố thì người dân vẫn sẽ bị uy hiếp. La Phong buộc phải trái lệnh rồi chủ động lao ra ngoài dẫn dụ địch. Anh lao tới chém vào người con quái thú khiến nó phẫn nộ, điên cuồng công kích ngược lại. La Phong tránh né toàn bộ rồi chủ động khiêu khích khiến quái thú phải chạy đuổi theo và liên tục tung ra công kích. La Phong chật vật bỏ chạy, đồng thời sử dụng phi đao đánh vào tòa nhà cao tầng khiến căn nhà đổ xuống thân thể quái thú. Tuy nhiên, tất cả những điều đó lại không xi nhê gì, nó bộc phát một luồng lôi điện ra xung quanh. La Phong bất ngờ xuất hiện trước con mắt của nó và bị bao vây hoàn toàn. Các chiến thần khác lao tới định giải cứu, vậy nhưng gần đến nơi thì cũng vẫn bị lôi điện đánh cho ngã ngửa. La Phong thì một mình chống lại năng lượng lôi điện. Anh lấy thân mình là cầu nối hai luồng sức mạnh này lại, nếu không làm cẩn thận thì sẽ bị đốt cho tan chảy. Ngược lại thì nếu như quái thú không thể thoát khỏi tình trạng trước mắt thì cũng sẽ bị phản vệ. Hai bên cứ liên tục giằng co xem ai sẽ chịu đòn lâu hơn. La Phong muốn sống sót thì nhất định phải đảm bảo năng lượng hai bên cân bằng. Xảy ra chút sai sót thì sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Hai vợ chồng Lý Diệu đương nhiên không muốn chuyện này. Bọn họ lập tức hách vào vệ tinh quân đội, làm chậm tốc độ truyền tín hiệu trong nháy mắt. Quấy nhiễu vào bộ y phục của La Phong khiến anh không thể duy trì thế cân bằng nữa, nên lập tức bị chèn ép. Anh bây giờ giống như đã bị mất đi ý thức, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị con rồng chín đầu kia hấp thu sạch sẽ năng lượng tinh thần. Không thể chứng kiến La Phong chịu chết như vậy. Giang giáo quan mang theo quả bom rồi liều mạng lao lên tấn công con rồng kia. Một vụ nổ xảy ra, con quái thú bị choáng váng. Các chiến thần lập tức nhân cơ hội này tấn công nó. Giang giáo quan đã hy sinh thân mình để cứu lấy tính mạng La Phong. Anh bừng tỉnh rồi bộc phát lực lượng, sấm sét điên cuồng bạo phát ra xung quanh, ngay cả chiến thần cũng bị đẩy lùi. Toàn thân La Phong tỏa ra năng lượng sấm sét nóng bỏng. Anh cầm kiếm lao tới, đánh nhau trực diện với quái thú, đồng thời điều khiển phi đao đâm xuyên qua cơ thể quái thú. Không mất quá nhiều thời gian, con rồng chín đầu cũng bị chém chết. Còn La Phong thì cũng kiệt sức ngã xuống. Tuy rất buồn vì sự mất mát của Giang giáo quan, vậy nhưng đã mất thì chính là đã mất. Anh thì còn rất nhiều thứ cần bảo vệ, cho nên không được phép sa sút tinh thần. Buổi tang lễ tưởng niệm tất cả chiến binh đã hy sinh nhanh chóng được tổ chức. Hai vợ chồng Lý Diệu cũng đến tham dự. La Phong chậm rãi bước vào. Trải qua lần này, anh nhận ra bản thân mình vô cùng bất lực. Bản thân cần mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ được người thân và bằng hữu. Chỉ có mạnh mẽ áp đảo thì chiến tranh giữa nhân loại và quái thú mới chấm dứt. Hai vợ chồng Lý Diệu nhìn La Phong toát lửa, ông ta cũng không quên để lại lời nhắn. Cứ chờ đấy, mọi thứ mới bắt đầu mà thôi. Trải qua lần tập kích vừa rồi, năm vị toàn sát sứ của võ quán cực hạn cảm thấy cần tăng tốc bồi dưỡng chiến thần để ứng phó bất cứ lúc nào. Về phần La Phong, anh vẫn cảm thấy tức giận, rằng lão sư bước vào phòng an ủi. Chút giận cần phẫn nộ sẽ không khiến anh mạnh lên được. Cô còn cho biết căn phòng trọng lực này được tìm thấy bên trong di tích văn minh cổ đại số 9. Những di tích đó đã tồn tại mấy vạn năm. Kỹ thuật hợp kim của bức tường này, văn minh tại địa cầu không có khả năng tạo ra. Cho nên rất có thể là đến từ nền văn minh bên ngoài. Không đến cấp bậc cao hơn chiến thần, chỉ riêng cao thủ trong trại huấn luyện cũng có rất nhiều. Mà anh chỉ là cấp chiến tướng, còn kém xa rất nhiều. Anh cần phải đạt được thành tích trên Hắc Long bảng, xếp hạng càng cao thì càng nhiều tài nguyên tu luyện. Muốn mạnh lên thì phải xông qua bảng xếp hạng. Anh dự tính sẽ leo lên từ top 183 lên top 100 Hắc Long bảng trong vòng 1 tháng. Trong lịch sử trại huấn luyện, chỉ có 5 người làm được như vậy. Sư Giang cho lời khuyên, để nâng cao lực lượng nắm đấm, anh cần phải săn giết nhiều quái thú hơn so với những người khác. Hơn nữa, tiến vào tháp thí luyện phải xông lên tầng cao hơn. Anh quyết định ngày lẻ sẽ cùng với học viên khác tới khu hoàng dã săn giết quái thú. Ngày chẵn thì sẽ ở lại học viện luyện tập đạo pháp. Cuối tháng thì sử dụng 2 lần cơ hội leo tháp thí luyện. Trong 5 người từng xông phá top 100 thì có 4 người đã tốt nghiệp trở thành chiến thần, thậm chí cao hơn chiến thần. Còn người thứ 5 thì vọt tới hạng 89, không tới 3 năm nữa sẽ lên top 1 Hắc Long bảng. Người mà Sư Giang đang nhắc tới chính là tên tóc trắng của gia tộc Polena. Hắn ta bây giờ đang cùng với William luyện tập. Chẳng mất quá nhiều sức lực, William đã bị đánh cho sấp mặt. Chỉ mới gia nhập trại huấn luyện tinh anh 2 năm thôi mà đã vượt qua phần lớn học viên cũ 5 năm rồi. Sang tháng sau là có thể xông lên top 20. Đột nhiên một vị nữ tử xinh đẹp tóc vàng bước vào. Nàng ta chủ động khiêu chiến, hai người nhanh chóng xông vào nhau chiến đấu. Nữ tử này là học viên của châu Âu, có thực lực tiếp cận chiến thần. Tuy nhiên đối thủ mà nàng ta gặp phải hôm nay lại là thiên tài của gia tộc Polena nên nhanh chóng nhận lấy thất bại. Lý Diệu gọi điện đến thông báo cho hắn ta biết La Phong chính là hung thủ giết chết Lý Uy.
Dù là vậy thì tiền này vẫn rất thẳng thắn, trừ khi là xung đột lợi ích quan trọng, nếu không thì gia tộc sẽ không đối địch với Võ Quán Cực hẳn. Vợ chồng Lý Diệu liền dùng cách ủng hộ và theo phe hắn sau khi lên thừa kế gia tộc. Ngoài ra, bọn họ còn cho biết Từ gia của Từ Hần đang muốn liên minh với gia tộc. Nếu hắn kết đôi được với Từ Hần thì không những nhận được sự ủng hộ của Từ gia mà còn có thể có được sự công nhận của quốc gia bọn họ, thậm chí là tín nhiệm của liên minh HR. Từ đó địa vị của hắn sẽ càng vững chắc. Trại huấn luyện tình anh sẽ chẳng vì một La Phong mà làm khó hắn được. Những lợi ích này làm cho hắn ta không thể từ chối được. Qua ngày hôm sau, La Phong liền tiến vào khu hoang dã săn giết quái thú. Vừa đi đến nơi thì đã đụng độ ngay đàn quái thú cấp thú tướng cao cấp. Vậy nhưng chỉ cần vài chiêu thì anh đã tiêu diệt xong bọn chúng. Ngày kế tiếp, anh ở lại trong trại huấn luyện tập luyện. Thầy khóa biểu cứ như vậy xen kẽ nhau giữa tu luyện và thực chiến, xếp hạng thành tích vọt lên hạng 135. Đến cuối tháng, anh cũng tiến vào trong thí luyện tháp để tham gia khảo hạch cấp bậc. Nếu khảo hạch thành công thì anh sẽ vào top 100 Hắc Long bảng. Trong lúc bên ngoài đang bàn tán xôn xao thì La Phong vẫn đang giao chiến với quái thú. Đối thủ lần này vô cùng mạnh mẽ, muốn chiến thắng là điều vô cùng gian nan. Điều này đối với tên tóc trắng là một sự uy hiếp. Gia tộc hắn từng đưa ra yêu cầu cho hắn nhất định phải là người mạnh nhất tại trại huấn luyện tình anh, như vậy mới có thể giữ vững vị thế của gia tộc trên thế giới. Mà xếp hạng trên Hắc Long bảng chính là cách để hắn chứng minh bản thân mình có đủ tư cách để trở thành người thừa kế gia tộc. Chẳng mấy chốc, thành tích của anh đã tăng lên top 98. Vậy nhưng bởi vì càng tới gần ngày chốt thì càng nhiều người liều mình gia tăng thứ hạng. Không may là thời gian anh thi đấu vừa kết thúc thì có một đội nhóm săn giết quái thú quay trở về khiến cho điểm chiến tích bị thay đổi. Từ đó đẩy xếp hạng của La Phong xuống vị trí thứ 102. Giờ chỉ còn 2 ngày thời gian để anh nâng lên thứ hạng nữa mà thôi. Tên tóc trắng thấy kết quả này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta khuyên anh nên từ bỏ sự cố chấp đó đi. William tiến lại cho biết Từ Hần đang đại biểu cho Từ gia làm thông gia với gia tộc Polena. Ngày mai tên tóc trắng đó sẽ chính thức tới Từ gia bái phong cầu hồn. Gã ta liên tục mỉa mai, La Phong nghe xong phẫn nộ định dạy dỗ cho William một trận. Tuy rất phẫn nộ, vậy nhưng điều đó càng khiến cho anh cần phải cố gắng hơn. Các tổ chức trên thế giới đều nhìn vào xếp hạng Hắc Long bảng, bởi vì nó đại biểu cho xếp hạng thực lực của chiến thần trong tương lai. Giờ hắn không có gia tộc chống lưng như tên tóc trắng, vậy nhưng chỉ cần anh vượt qua được tên kia thì tiềm năng và địa vị của anh sẽ mạnh hơn hắn ta. Khi đó, sẽ có tư cách và lý do đến với Từ Hần. Từ Hần không muốn kết hôn với tên kia, vậy nhưng người trong gia tộc liên tục bắt ép, thậm chí là nhốt nàng ta ở trong phòng. La Phong tranh thủ dùng 2 ngày thời gian để tu luyện, anh bước vào trong phòng với sự tự tin vô cùng. Đối thủ lần này vẫn là Còn Thiết Sắp Lòng, vậy nhưng thực lực của quái thú đã được điều chỉnh mạnh hơn. Mới vào trận, La Phong đã bị ăn đòn và bị Thiết Sắp Lòng đánh một cú bay lên trời. La Phong cố gắng gượng rồi bộc phát lực lượng sấm sét lao xuống dưới, đấm một kiếm vào đầu quái thú. Chiêu này quá chí mạng, Thiết Sắp Lòng trực tiếp bị đánh chết. Xếp hạng từ đó cũng tăng lên top 94. Vòng khảo hạch kế tiếp là tiêu diệt 4 con Thiết Sắp Lòng. Giết một con đã mất 30 phút và bây giờ lại trong vòng 30 phút phải tiêu diệt được 4 con. La Phong liên tục lao lên, cố gắng tìm kiếm sơ hở của bọn chúng. Thiết Sắp Lòng với thân hình khổng lồ tấn công liên tục. Anh chủ động dụ bọn chúng tới gần một tòa nhà cao tầng, sau đó dụ bọn chúng phóng ra công kích. Tòa nhà bị đổ xuống đè lên người một con Thiết Sắp Lòng, giờ còn 3 con nữa. Anh lấy hết tốc độ tấn công, dẫn dụ 2 con Thiết Sắp Lòng tấn công lẫn nhau. Một con trong đó bỏ mạng, con thứ 3 thì bị anh sử dụng cửu trọng lôi đao băm thành trăm mảnh. Con thứ 4 cũng bị La Phong lừa cho rơi xuống dưới vực chết tươi. Sau khi thông qua, thứ tự của anh trực tiếp xông lên top 68. Nhận được tin tức, Từ Hân vô cùng vui mừng, còn hai vợ chồng Lý Diệu thì phẫn nộ không nói lên lời. Rất nhanh chóng, xếp hạng của La Phong đã trở thành chủ đề bàn tán của các đại gia tộc lẫn các chiến binh. Với thành tích này, năm cường quốc cùng các tổ chức lớn đều bàn luận và dự định lôi kéo. Ngay cả năm vị tuần sát sứ của Võ Quán Cực Hạn cũng hồi họp bàn bạc. Độ tuổi và thành tích của La Phong rất phù hợp với điều kiện bồi dưỡng chiến thần của Võ Quán Cực Hạn bọn họ. Vậy nhưng, dù sao La Phong cũng là người mới, cho nên bọn họ cũng phân vân. Chỉ là Quán Chu Hồng lại đích thân gửi tới chỉ thị. Vợ chồng Lý Diệu nắm được tin tức mà Quán Chu Hồng tung ra nên càng gấp rút phân phó người tiêu diệt La Phong. Địa vị tiền tóc trắng cũng bị lung lay và đã có người của gia tộc đến kiếm chuyện, cho nên hắn ta cũng muốn loại bỏ nam chính càng nhanh càng tốt. Phương quản giáo đứng ra tuyên bố chỉ thị của Hồng cho các học viên nghe. Quán Chu yêu cầu trại huấn luyện tuyển chọn ngôi sao mới để bồi dưỡng. Học viên được chọn sẽ tặng phần thưởng lớn. Nội dung phần thưởng gồm có y phục tác chiến 9 hệ và toàn bộ bình khí. Tùy chọn một bản bí tịch 10 tỷ kim và lòng huyết 80 tỷ. Nghe nói sau khi uống lòng huyết thì chỉ ít có thể tăng lên 2 cấp. Điều này làm cho tất cả học viên đều vô cùng kỳ vọng.
Giai đoạn 1 là thi đấu cá nhân, kiếm điểm tích lũy bằng cách chiến thắng đối thủ, chọn ra 16 người để thi đấu cho giai đoạn 2. Trong 16 người đó sẽ tiến hành đấu 1 với 1. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng. Đây là cơ hội của tên tóc trắng. Nếu hắn giành được chiến thắng, chưa cần nói tới phần thưởng mà địa vị người thừa kế chắc chắn sẽ không bị dao động. La Phong cũng muốn trở thành người chiến thắng sau cùng. Long huyết có thể giúp anh nhanh chóng đột phá tới cấp chiến thần, sớm trở lại Sang Nam để bảo vệ người thân hơn. Vòng đầu tiên nhanh chóng bắt đầu và 80 học viên đăng ký tham gia. Dựa vào thực lực của mình, La Phong liên tiếp giành được chiến thắng với các học viên khác. Sau khi đánh bại khá nhiều thí sinh thì đối thủ mà anh gặp lại là vị sư tỷ Triệu Nhược. Tuy nhận lấy thất bại, vậy nhưng điểm tích lũy của anh lại rất cao, đủ để tiến vào vòng sau. Vòng loại 1 nhanh chóng kết thúc, xếp hạng cao nhất vẫn là tên tóc trắng với 39 trận toàn thắng. Đáng tiếc là trận mở màn của vòng 2 là cuộc so tài giữa Triệu Nhược và tên tóc trắng. Đúng là xui xẻo cho vị sư tỷ này, hắn ta chỉ cần sử dụng một tay đã ung dung bón hành cho Triệu Nhược. La Phong chứng kiến trận chiến này cũng tỏ ra căng thẳng, thực lực giữa anh và hắn ta cách biệt vẫn là quá nhiều, mà nếu muốn giành lấy giải thưởng thì vẫn phải đánh bại được tên kia. Rốt cuộc La Phong sẽ làm như thế nào để vượt qua đối thủ, giành lấy chức vô địch? Các bạn hãy đón xem các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!